Người xưa có câu, cho một bát gạo thành ân nhân, cho một bao gạo thành kẻ thù. Có những người đã quen với việc được cho mà dễ dàng quên ân huệ. Không phải ai ai cũng hiểu được hai chữ biết ơn. Trong cuộc sống này, có một số người, bạn giúp họ cả trăm lần, họ không có được một lời cảm ơn. Nhưng chỉ một lần không giúp, họ quay ra hận bạn. Bao nhiêu cố gắng, nỗ lực bỏ ra vì người khác, thứ bạn nhận lại được không phải là sự chân thành mà chỉ là nỗi cay đắng. Vì thế, cần nhớ, làm người rộng rãi cũng được, nhưng cần rộng rãi với đúng người, những người biết tri ân báo đáp. Nếu không, tấm lòng của bạn sẽ trở nên lãng phí. Làm người lương thiện cũng được, nhưng cần lương thiện với những người thấu tình đạt lý. Nếu không, bạn sẽ phí hoài tấm thịnh tình. Làm người bao dung cũng được, nhưng cần bao dung với người có tâm, có đức. Nếu không, sự nhẫn nhịn chịu đựng sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu không, khi chúng ta vô tư bỏ công sức ra giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ chỉ nhận lại tổn thương, thậm chí là tai họa. Làm người, ngốc nghếch không phải là tật xấu, không giả dối là được, không thông minh cũng chẳng sao, không xấu xa là được. Giàu hay nghèo không thành vấn đề, miễn sao biết cách cho đi là được. Đời người cũng như một cuộc làm ăn vậy, bỏ ra công sức nhưng chưa chắc đã thu lại được kết quả tốt đẹp như mong muốn. Làm người quá lương thiện sẽ bị người khác bắt nạt, đối xử quá tốt với người khác, rồi sẽ có ngày họ cho rằng đó là điều nghiễm nhiên. Quá ngô nghê sẽ bị người khác cho là ngu ngốc, quá rộng rãi sẽ bị người khác lợi dụng. Xưa nay đã có quá nhiều câu chuyện thực tế đã chứng minh cho điều này. Trên đời vẫn luôn tồn tại những kẻ không có lòng biết ơn, vong ân bội nghĩa. Thế nên trong các mối quan hệ giữa người với người, chúng ta cần tỉnh táo để nhận diện đối phương. Kết bạn với một người quân tử sẽ có lợi cả đời. Ngược lại, giao du với kẻ tiểu nhân, chúng ta sẽ bị kéo xuống hố sâu. Và một khi đã là bạn, hãy đối xử tử tế, tôn trọng lẫn nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đã có thể xây dựng nên một tấm chân tình bền vững. Trên thế giới này chỉ có 3 nhóm người đáng để bạn quan tâm. Đó là số 1 phải là gia đình bạn và ân nhân của bạn. Số 2 là nhóm những người tích cực, họ ủng hộ, yêu mến bạn, dõi theo từng bước chân bạn. Số 3 là nhóm những người mà bạn muốn giúp đỡ họ. May mắn lớn nhất của cuộc đời không phải là nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến một nền tảng cao hơn. Thật ra, hạn chế sự phát triển của bạn không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc. Thay đổi và tạo những mối quan hệ tốt đẹp sẽ xây dựng một nền tảng cuộc sống đẹp và vững vàng hơn. Hãy tự tìm cho mình một quý nhân. Quý nhân chính là những người gặp gỡ mang tính tích cực. Đi với người trung thực, bạn luôn nhận được sự uy tín. Đi với người hòa nhã, bạn học được cách kiềm chế bản thân. Đi với người có khiếu hài hước, bạn phải biết làm mới cuộc sống bằng điều gì. Đi với người tinh tuệ, bạn sẽ biết nên thu thập kiến thức từ đâu. Đi với người chu toàn, bạn sẽ tự học được cách ngăn nắp. Đi với người dám nghĩ, dám làm, bạn sẽ có động lực vượt qua mọi sợ hãi. Đi với thành công, ánh sáng của họ sẽ soi rõ con đường có thể bạn lâu nay chưa nhìn rõ. Có 3 người thầy bạn cần trân trọng trong cuộc đời. Thứ nhất, người giúp mình khi hoạn nạn. Thứ hai, người cho mình trí thức, hiểu biết. Thứ ba, người giúp mình kiếm được tiền. Bạc bẽo, vô ơn hoặc kiêu ngạo, mãi mãi chỉ như hoa trái mùa, ăn xổi thì không bao giờ thành công. Có tài mà không có đức, có mắt mà không biết nhìn xa, giỏi đến mấy cũng là vô dụng. Suy nghĩ hình thành hành động, hành động tạo nên thói quen, thói quen tạo ra cuộc đời. Mà cuộc đời của bạn sang hay hèn là do bạn quyết định. Đừng bao giờ hỏi vì sao đi làm bao năm vẫn khổ, vì sao làm việc bao lâu vẫn không bằng người ta. Bởi vì trời cao thấu hết. Nếu chưa từng nỗ lực, chưa từng hy sinh, đừng mong cầu chỗ đứng trong thiên hạ. Đến lúc nhận ra, hối hận thì cũng muộn rồi.
đạp người khác đổ, chính bạn đổ trước và thậm chí còn bị thanh gỗ đập ngược vào mặt. Không phải vì có hy vọng nên mới kiên trì, mà là nhờ kiên trì nên mới sản sinh hy vọng. Không phải vì có cơ hội nên mới tranh thủ, mà là nhờ biết tranh thủ nên mới chấp đúng cơ hội. Không phải vì có hiểu biết mới đi làm, mà phải đi làm thì mới học được hiểu biết. Không phải vì trưởng thành nên mới gánh vác, mà là vì sẵn sàng gánh vác nên mới có thể mạnh mẽ trưởng thành. Không phải vì nhận được nên mới phải cho đi, mà là vì cho đi nên mới được nhận lại. Không phải vì đột phá nên mới có thử thách, mà là vì phải trải qua thử thách mới có thể tạo ra đột phá. Không phải vì thành công nên mới trưởng thành, mà là vì trưởng thành nên tạo dựng được thành công. Không phải vì biết lãnh đạo nên mới biết cách phối hợp, mà là vì biết phối hợp mới có năng lực lãnh đạo. Không phải vì có thu hoạch nên mới ơn nghĩa, mà là vì có ơn nghĩa nên mới có thể thu hoạch. Không phải vì có tiền mới có thể đi học, mà là vì học tập nên mới có thể kiếm được tiền. Hạnh phúc vốn không khó kiếm, chỉ là ta không biết cách tìm. Người ngu ngốc nhất là người tìm kiếm hạnh phúc ở những chốn xa xôi. Trong khi đó, người thông minh sẽ luôn gây dựng hạnh phúc ở ngay dưới chân mình. Ai cũng muốn sống trên đỉnh núi. Thế nhưng những điều tốt đẹp nhất đều xuất hiện trong cuộc hành trình leo núi đầy gian khổ của bạn. Hành động không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc. Nhưng nếu không hành động, bạn sẽ chẳng nhận lại gì cả. Hạnh phúc luôn có vẻ nhỏ bé khi nằm trong tay bạn. Thế nhưng khi bạn đánh mất rồi, bạn sẽ biết nó lớn lao và quý giá tới mức nào. Những người hạnh phúc nhất thế giới là những người luôn cảm thấy hài lòng và biết đủ. Đừng dễ dàng nhận định một con người. Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển. Trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ. Trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm hét lên với người đàn ông một câu. Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh, các em đoán xem người phụ nữ sẽ hét lên câu gì? Tất cả học sinh phẫn nộ nói rằng, em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi. Lúc này, thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói, thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói, chăm sóc tốt con của chúng ta, anh nhé. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi, em nghe qua câu chuyện này chứ? Học sinh lắc đầu, chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy. Thầy giáo xúc động, trả lời rất đúng. Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời. Người con gái lúc sắp xếp kỷ vật phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y. Trong giây phút quyết định, người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng, anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển. Nhưng anh không thể, vì con gái của chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi. Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng. Các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này. Thiện và ác trên thế gian có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt. Bởi vậy, đừng nên dễ dàng nhận định người khác. Người thích chủ động thanh toán tiền không phải bởi vì người ta dư giả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc. Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm. Sau khi cãi nhau, người xin lỗi trước không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được trân trọng người bên cạnh mình. Người tình nguyện giúp đỡ người khác không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn. Hãy chia sẻ video này nếu bạn thấy ý nghĩa, bởi vì cuộc sống luôn cần những điều tốt đẹp. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký bộ 85 audio sách nói bản quyền mới nhất ủng hộ cho kênh tại địa chỉ usbsach.com. Nhập mã giảm giá VIP 1 để được giảm thêm 10%. Link đăng ký đã có phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.